Ok anh. Ok, chào lại anh. Tại giờ nãy em nó bị cái gì đó không biết, là tôi đụng đụng sao không biết, nó rớt cha nó rồi. Thôi giờ hồi nãy giờ tất cả mọi người cũng đã nghe phần phần một rồi, có phần hai anh yêu cầu anh cái vụ cháy rừng anh nói tiếp đi. Cái đang hiện giờ cái đuổi rong rong lốt, có một cái video mà nó chiếu em thấy, tôi thấy nó quá sức là tưởng tượng, là xe nó cháy mà nổi mà hầu như cả toàn thành phố đều bị hết anh, nó không còn cái gì hết rồi. Mà sao mà cháy mà cái thành phố nó có vì cho nó nhỏ lắm anh, thành phố nó cũ lắm mà nó nhỏ, nhà nhà đồ nhà bằng gỗ đồ nhỏ nhỏ, tại thành phố nó là cái mà không hiểu tại sao mà cũng không có ai báo, cũng ai tin, rồi cũng có ai biểu chạy sao cho nó chứ, mà bởi vì người ta kẹt vô đó người ta chết. Bây giờ nó kiếm ra là được trăm mười mấy người chết rồi, còn mấy trăm người nữa là không biết còn bao Trời nhiêu người nữa bây giờ mà nó bị mất tích. Mà đại khái là nó nói là khoảng chừng bây giờ vẫn có 1.000 người kiếm chưa ra, mà không biết 1.000 người nó ở đâu rồi, không biết trong 1.000 người đó thì bao nhiêu người chết, bao nhiêu người sống, dạ đó là mình cũng không biết. Thì đến ngày hôm nay tức là ông tổng thống Biden này, ông chạy qua bển đó, ông đi ông ủy lạo với nó để coi làm sao. Mà rồi như vậy là cái Hawaii đây là nó đặc biệt, cái này cái Hawaii là cái thằng cha nó hay bị sóng thần lắm. Thành thử ừ ở bên đó đó, ở bên đó là nó có cái hệ thống báo động về sóng thần, thì là người ta có hỏi nó thì là thế tại sao mà lúc mà nó cháy như vậy đó ừ mà không có báo động cho người ta là người ta chạy, tại vì cái hệ thống báo động sóng thần tức là nó rất là mạnh, mà nó trên toàn đảo mà. Thì là cái thằng cha nó bảo là không, cái sóng thần từ Mỹ bởi vậy nó làm người ta làm việc buồn cười. Nó bảo là cái sóng thần, cái hệ thống sóng thần báo động sóng thần nên là chỉ để cho sóng thần thôi, chứ còn nó không có dính Thế tào lao, kỳ cục, líu nó trả lời một đến cách thấy có vẻ thiếu trách nhiệm, thấy rõ cái ràng không? đâu. Thành thử ra là ta làm nó chết trâu cha mà công nhận đó, mà chết cái gì đâu, mà cái thành phố nó phải, thành phố nó đông đó, nó chết thì nói gì, thành phố nó đâu có bao nhiêu người ấy. Mà nó chết rồi là rất là nhiều, nó không có chưa người ta nói là chưa có bao giờ một cái trận cháy nào mà người ta chết mà người ta Chào việc rồi, người chào việc dân rồi. người dân người ta chết mà đến nhiều đến như thế này, mà cái thành phố đâu có bao nhiêu người, thành phố chút xíu Trời không ơi, có bao nhiêu người đó. Thấy 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 tội nghiệp thật à. cái câu Thì trả không hiểu. lời của họ nó hầu như mình phải hiểu rằng là vô trách nhiệm hoàn toàn. Một cái còi báo động không thể nào mình nói là cái câu là báo động cho sóng thần mà không báo động cho cứu hỏa được. Bạn lúc đó thì bấm còi lên đi, người ta sẽ chú ý, người ta sẽ tránh ra, hoặc là người ta di tản, hoặc là người ta chạy. Không, một câu trả lời vô, Thấy trời ơi. mình có quay mấy cái đoạn mà cái xe mà nó chạy Lên 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 chơi việc rồi, lên đây có gì là báo cáo rồi. Chú ở bên này chú không biết cái gì bên Mỹ cả, mà lên báo cáo tường thuật coi. cái đoàn xe nó chạy vô, mà nó chạy vô cái đám cháy mà nó không biết, thành thử cái thằng trước nó chạy vô rồi đằng sau nó chạy vô, thành thử Thì đằng sau nó chạy cái tiếp đoạn đó tục. chu cha nó cháy, cho nên nó cháy, cho nên người ta chết. Mà thấy cái đoàn xe nó cháy nó là đống kẹt ở trong đó, mà nó chạy đến Thảm nỗi không? mà chứ là mà nó chết. Mà có những cái nó có những đoạn phim mà quay mà người ta không có đường chạy, người ta phải nhảy xuống biển đi tại vì Ồ. ngay cái thành phố đó, nó chạy nó nhảy xuống biển, nó đứng, Kinh mà khủng. may nó cái biển nó may nó cái biển nó cũng có sâu lắm, thì biển nó đứng ở đó 5 tiếng đồng hồ đang đang nó tránh khói, đang nó tránh lửa, mà không biết được không biết là có bao nhiêu người chết trên Kinh biển. khủng. Công nhận nó lâu lâu người Mỹ thì cái bố này đó là cái chuyện bên Hawaii, đó là cái chuyện Kinh khủng. Hawaii. Còn bên Cali này nó là hôm hôm thứ sáu hôm thứ bảy chủ nhật thứ hai này nên là bị trận bão ở đây, thì mình may quá xe Nego mình nó bị nhẹ thôi, nó không có bị nặng, không có bị cái gì cả. Nhưng mà lần đầu tiên nó vừa bão ở Cali này á, mắc kỳ này cũng mắc cười á, nó vừa bị bão mà nó vừa bị động đất, bão nó thổi cái động đất nó đắt rồi, may quá không có nào chết. Trời ơi. Đấy là bên Cali. Năm nay nước Mỹ hầu như là bị thiên tai bão lũ cũng khá là nhiều, và mình nói thẳng một câu là chắc do ăn ở đúng rồi, thấy chưa? Nói chung là khi mà mình nói một câu là khi mà con người ta mà không có bằng lòng với lại số phận hiện tại thì ở đâu nó cũng vậy mà thôi. Anh thấy rõ ràng người dân Mỹ cũng chết như thường, mà đâu phải người ta không biết chạy, khổ ghê. Khi con chuyện đó là nội trong tuần lễ này đó,
nội trong tuần lễ này, tức là ông tổng thống Trump cũng phải không phải ra ra tòa nữa, cái này là phải vô tù đó. Vô tù một cách thực sự đó. Tức là London và Booking đang, tức là cái ông tổng thống Trump đó, tức là căn bản, tức là ông phải vô cái nhà tù, ông làm một cái procedure, tức là vô đó là chụp hình lấy Giang vân tay tay, rồi chụp hình rồi chụp đúng hình lấy rồi. vân tay nè, rồi và tôi nhớ là cái hình, những cái hình đó, những cái tin tức đó, đó là lấy lý lịch nè, và những cái hình đó, những cái tin tức đó đó là những cái tin tức mà nó thuộc về công chúng, tại vì nó là, tại vì cái tòa án đó là cái tòa án của Cao Ti mà. À, cái nhà tù của Cao Ti chứ, thành thành thử ra tất cả những cái tin tức ở đó, đó là đều là tin tức của công cộng cả, ai muốn biết cái gì là biết đó. Thành thử ra để từ giờ đến cuối tuần này coi coi nội 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 từ giờ đến cuối tuần này, nội ngày hôm nay đến Cái thứ sáu, không biết ngày nào ông vô tù, và khi mà ông vô trong tù xong rồi đó là không biết gì, là ông phải ngồi đó ông đợi để mà ông ra tòa, không có thì mình không biết, nhưng mà chắc có lẽ một điều chắc chắn nhất là họ ông sẽ vào trong đó, ông phải làm booking dữ liệu, ông phải qua cái thủ tục booking, tức là thằng ăn trộm xe nó vô trong đó nó làm thủ tục làm sao, thì ông này ông vô ông phải làm thủ tục y Di chang như vậy, Trang thấy thấy rồi tội, thấy kỳ cục ạ. À, thấy thấy nước Mỹ này cái đó ngộ thiệt ạ. đúng rồi, nó ngộ gì đâu anh. Thì tôi thì cái chuyện đời sống về cái cuộc cái sự mà chính trị của Mỹ thì tôi không bàn tới rồi, bởi vì nó phức tạp lắm mình không nói. Nhưng mà mình mới nói một cái câu rồi. Hãy nói ra thì chúng nó hỏi, tại vì là Mỹ nói là Mỹ không phải là người Việt Nam cho nên là vậy. Không có, mình nói mình xét mình được người Á Đông, mình xét về đạo đức và tính cách thì mình thấy ông này hoàn toàn thực sự là mình mới nói là lố bịch, anh hiểu không? Và nó thế thôi, còn cái chuyện kia kệ ông. Và trong lịch sử thế giới thì hầu như tôi thấy buồn cười nhất là cái ông này, từ là một vị tổng thống là rồi xong rồi làm khai bang rồi phạm tội rồi được cái chuyện mà mình vừa là một người dân người ở đông, mình lấy cái tư cách người dân mình phán xét thì nó cũng hơi kỳ, là bởi vì người ta nói ơ tại nó là Mỹ được quyền làm vậy ở vậy ta cứ được thôi, cái chuyện đó ông làm là ông ráng chịu thôi, mình không bàn cái chuyện đó. Nhưng mà mình mới thấy ra Có điều thế này không? Có điều rất là kỳ thế này nè, ông càng ra tòa ông càng bị tố cáo thì là cái người dân ủng hộ ông càng nhiều, cái đó tôi không hiểu tại sao, đến bây giờ mình cũng không hiểu, nó không lố hiểu bịch quá hiểu ha, tại kỳ cục, không hiểu, nó kệ đang chuyện nước Mỹ mà. đang à, mình tại sao mình cứ nói là thì tại tại mình là người người Mỹ, mình ở đây lâu rồi, mình là người Mỹ mà tại sao Đúng mà lại rồi. buồn cười đến mức độ thì là ông càng ra tòa nhiều, ông càng bị tố cáo nhiều thì người dân nó càng ủng hộ. Bây giờ coi như bên cái Không đảng hiểu cộng, nữa. tức là con coi như là cái đảng cộng, coi như là bây giờ thì đến năm 2000, đến năm tới nữa là đi bầu Rồi, cử, coi nhưng mà như chắc bầu chắc cử. chắc chắn là ông là sẽ người sẽ được đề cử ra, mà khi mà cái đó là mình cũng không hiểu là đến bây giờ nếu mà không có chuyện gì thay đổi, tức là đến năm 2024 đó là ông sẽ là người ứng cử của tổng thống của đảng Cộng hòa đây. Cái đó là điều rất Qua là kỳ cục đó, không, cái đó là mình không có hiểu. mà cái chuyện đó ở nước Mỹ thì nó kỳ cục nhiều chuyện lắm anh ơi, nó khổ lắm. Thành ra tôi không có buông bàn về chuyện nước Mỹ này, bởi vì nó rối ren và nó có những cái chuyện nó ngược đời và nó tréo cẳng ngỗng, rồi nó Đúng chuyện rồi. lạ lẫm đối với nơi. Thành ra mình không có bàn tới cái chuyện đó, bởi vì và anh thấy cái nội bộ chính trị của nước Mỹ, từ thượng nghị sĩ, từ tòa án, từ tối cao pháp viện, hạ nghị viện, rồi xong đó trời ơi, nó mình phải nói là một cái sự gọi là nó hỗn loạn. Và mình thấy, anh thấy nhớ cái chuyện mà hầu như là những người luật sư của ông Giuliani, chuột của ông Trump đó, trời ơi, ăn nói rồi bốc phét rồi phạm tội chứ sao, trời ơi, hầu như là mình không biết sao mình lắc đầu, mình không biết tại làm sao mà họ nói ra vậy. Có thể dựng đứng câu chuyện rồi phao tin đồn nhảm, ô trời ơi, nói chung là hầu như là giống như một cái nồi cháo heo thôi, mình không bàn cãi. Nhưng mà đó là những người biết nói là sao được, bởi nhiều khi mình cũng lắc đầu ngao ngán thôi chứ mình cũng không hiểu ra. Mà mình chỉ biết là thiệt tình á, biết không biết nói gì, vì khi đó cái nền chính trị Mỹ không biết nói gì, chỉ có cái xã hội Mỹ thì mình biết chút chút, mình có thể mình phản ảnh được những cái mặt tiêu cực của nước Mỹ. Bởi vì nói chung là mình cũng không có cực đoan lắm đâu, nhưng mình cực đoan là chẳng qua phía bên kia là những người mà có một cái không thiện cảm đối với Việt Nam mình đó, cho nên họ đưa ra những cái chuyện rất là buồn cười, chẳng là bán vé số rồi hôm lé rồi chuyện buồn cười, nó làm như nước Mỹ không có vậy. Mình nước Mỹ không có, nó còn tệ hơn nữa, nó còn tệ hơn nữa. Chỉ có thế này nè, mình anh nhắc đến cái chuyện đó thì giờ mình cũng nói thêm trước, cũng gần đây nhất là có cái
có cái ông Phạm Nhật Vượng, ông mang cái xe VinFast xe ông qua đang bán này, thì có một điều là mình thấy 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 tội nghiệp thật ạ. Tức là cái người mà dèm xiểm cái hàng hóa của Việt Nam, Việc ra mình của Việt họ không Nam có lương tâm. mà cái chuyện này thì thiệt ra thì nó cũng không có mới gì cả, anh biết không, tức là người Việt Nam mình á, những người Việt kiều ở đây có một số thôi chứ không biết được nhiều hay ít thì bao nhiêu mình không biết, nhưng mà có những cái tổ chức mà họ chuyên môn họ dèm xiểm với Việt Nam mình á, thì là nó có từ lâu rồi, từ khỏi Lâu đầu rồi. mấy ông Việt Tân, tức là ban đầu nó là từ từ bắt bắt đầu khởi đầu là từ những con cá con tôm từ Việt Nam nó xuất Con cảng ở cá, đây con tôm, từ rồi hũ chai nước chao, nước mắm, từ mắm. hũ chai nước mắm thì cái chuyện đó là nó không có mới, nhưng mà cái này đến bây giờ đó là khi mà có một cái thì những cái chuyện mà bán cá bán tôm như vậy từ Việt Nam mà qua bên này rồi người Việt Nam mình có đi chống này Nó thì kỳ là nó mấy chục năm rồi, mà mình bây giờ nó xảy ra đến câu chuyện của cái thằng cha VinFast đó, thì để mình thấy nó tội nghiệp rồi. Tại vì tôi nghĩ là cái có bao nhiêu ở trên cái thế giới này, có bao nhiêu quốc gia đó, thì là nó có bao nhiêu cái loại hạng người nó đến cái Mỹ đó, và tôi biết chắc chắn là không có cái loại người nào mà như loại người mấy ông Việt kiều ở bên này dèm xiểm những cái hàng hóa từ Việt Nam nó từ cái cố quốc mình qua bên này, và tôi biết là chắc chắn là người Campuchia họ không qua làm cái điều đó, tôi biết chắc chắc chắn là chắn. người Lào họ không qua làm điều đó, và ngay cả cái người Mỹ bên này họ cũng không qua làm điều đó. Và đến bây giờ đó mình nhìn thấy những ở trên tối thiểu là trên mạng xã hội này, trên cái truyền thông là cái này là mình nói truyền thông lớn là truyền thông của Việt Nam mình, trên Rồi. báo đài ở đây, tức là mình nhìn thấy những người những cái báo đài ở đây họ mỗi lần mà có cái chuyện gì mà nó có dính líu đến ông VinFast mà ông chẳng hạn như cổ phiếu ông ấy xuống một cái là ui giời bên này anh em Trời qua đây ông ơi. đỡ đó mà ông với Nói tôi không chung hiểu là tại sao tôi không, cái đó là điều đó là mình nói là xấu xa. cái cổ phiếu của thằng trái VinFast nó lên thì mấy ông nó có được đồng nào, mà nó xuống đi thì nó mấy ông cũng được đồng nào, tại sao mấy người đó lại vui vẻ hoan hỉ khi mình nhìn Khi thấy cũng cái làm ăn cái chuyện làm ăn của người ta, mà tại mà mình không dám nói bất cứ một thằng nào cả, mình chỉ cứ nhằm những cái thằng Việt Nam nó qua nó nói. Thì giờ để mình nói thêm câu rồi mình ngừng thế này, chiến tranh Việt Nam nó chấm dứt rồi, nhưng mà đặc biệt là những người Việt Nam ở trên đất Mỹ này đó, tức là có lẽ là tại vì người ta có một cái mặc cảm là tại vì người Mỹ họ bị thua, thì khi mà người Mỹ họ bị thua đó thì là trong cái chính phủ Hoa Kỳ đó bao giờ nó cũng có một thành phần, tới bây giờ nó vẫn còn rất thù ghét Việt Nam, thì cái thành phần đó là cái thành phần nó hướng dẫn một số người Việt Nam mình ở bên này ấy, tức là phải thù ghét Việt Nam, thù ghét từ con tôm con cá, đại khái là nếu mà không có những cái thằng đó nó hướng dẫn đó, thì là Việt Nam mình nó chắc có lẽ nó không có tệ đến mức độ như vậy đó. Thì nói cho ngay chứ người Việt Nam mình là cái người căn bản là dễ người tha họ thứ, không có dễ tha thứ, rộng họ lượng. rộng rãi lắm chứ không phải không, nhưng mà căn bản đó là có những cái thành phần ở trong chính phủ Hoa Kỳ, đại khái là những ông bây giờ mình có nói thẳng ra là những ông chẳng hạn như ông VOA VOA nè VOA, AFA RFA. đấy, những cái thằng đó chính cái thằng mà nó ăn tiền của chính phủ Hoa Kỳ, nó là nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ, Nó có những cái thằng đó nhiệm vụ làm vậy nó mà. có cái nhiệm vụ là nó xỉa xói Việt Nam, tại vì trong trong tại vì bề dù thế nào đi nữa thì là cái chiến tranh Việt Nam nó chấm dứt và người Mỹ họ đã bị thua trận, thì anh biết là tôi biết một điều là khi mà cái thằng thua trận là bao giờ nó cũng tức giận và bao giờ nó cũng tìm cách phục thù, nó phục thù Việt Nam cách này không được nó sẽ phục thù Việt Nam cách khác, bây giờ thì những cái hành động của chúng nó đó, mà bây giờ nó xỉa xói thì nó làm nó vẽ ra con đường đặng cho những cái thằng Việt Nam ở đây, những ông Việt Nam ở đây là những cái báo đài Việt Nam ở đây mà xỉa xói Việt Nam thì là nó khởi đầu từ mấy ông Mỹ, nó phải khởi đầu từ mấy ông Mỹ đó thì mấy ông Việt Nam mình mới dám làm, chứ còn thực sự đó là mấy ông Việt Nam mình có vẻ như đầu óc cũng có được bao nhiêu đâu, thiệt Anh sự là ơi, theo tôi nghĩ như đó thế là đâu, cái chính sách của thằng Mỹ nó là như nó vậy có và nó phải từ lâu rồi. Bởi vậy nó có một cái câu rất là buồn cười, đó kia là cây gậy và củ cà rốt đó, nó khổ nó y chang không làm sao. Mà bởi vì tôi nói rồi thôi, mình cũng không miễn bàn, bởi vì cái đó là mình không bàn cái chuyện đó, là bởi vì mình cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà có một cái là giữa người Việt trong nước và giữa người Việt ở nước ngoài, thường thường á thì có một cái công ty của người Việt ở trong nước hoặc là xuất khẩu qua bên nước ngoài, nó có những cái dụng cụ thiết thực, chẳng hạn như trái cây, tôm, cá, chao, tương, ớt, nước mắm,
mà họ lại lúc nào họ cũng xèm xỉa, họ cũng đâu công kích. Ê, nên nó buồn cười nhưng mà lén lén mua về ăn. Tôi không hiểu sao nó kỳ cục, cái bản chất của người ta. Mà người Việt Nam thường thường anh phải hiểu là ta sống cái gì nước mắm, anh không thiếu nước mắm là không có được, nhưng mà chửi thì chửi mà mua thì cứ mua. Đó là cái điều, một cái bệnh của người Việt Nam mà ở nước ngoài nó là như vậy đó nè. Có nghĩa nó buồn cười, tôi Tôi kệ thấy cái bà. điều đó mà nhất là trong những cái thời gian gần đây đó, mình nhìn đó, cái hành động của mấy người Việt kiều bên này, những cơ quan dư luận của bên này, những cái cơ quan phát thanh phát hình bên này, mình thấy thấy mắc cỡ đấy, phải không? Mắc cỡ đó thì cái tàu Mình là người Việt Nam, nó là người Việt Nam mà nhìn thằng này nó không bắt tôi, tại sao là mình là phải 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 nó kỳ cục phải nói cái tiếng nói giống những cái thằng này nó nói, mình thấy mắc cỡ chứ không phải không, thấy tội nghiệp thật đó. Nhưng mà thôi, đó là cái thôi, chuyện của người kệ Mỹ, đó là cái chuyện của đó họ đó là chuyện. cái chuyện mà như là cái món nợ nó, cái người Việt Nam mình ở đây, mình sống ở đây mình phải giả vậy đó, tức là mỗi lần là mình nói chuyện với bà mẹ, mình không ở với bà mẹ ruột của mình nữa, nhưng mà mỗi lần mình nói về bà mình phải chửi bà câu. Bây giờ mình ở với bà mẹ, mình ở với ba mẹ nuôi của mình đó, thì từ bây giờ mình sướng quá rồi, mình mang ơn bà mẹ nuôi mình, thì cái chuyện đó, cái mình mang ơn bà mẹ nuôi mình đó là cái chuyện của bổn phận của mình. Nhưng mà khi mình mang ơn bà mẹ nuôi của mình, nó điều đó không nghĩa là mình mở miệng ra mình phải chửi bới, mình phải nhổ nước miếng vào bà mẹ ruột của mình Bạn này ruột bằng mà cái những cái ngôn ngữ mà ngày xưa bà dạy mình. Cái điều đó là điều rất là tội nghiệp. Thì mình cũng chỉ biết là nhân nhân dịp có cái chuyện nói chuyện với anh, thì giờ mình phải biết nói rồi, vậy, ok anh, mình cũng chỉ biết nói như vậy cho nó hết cái lòng cái dạ của thôi được mình rồi như vậy thôi. anh, cái Ok bây vậy thì cũng khá là đầy đủ, là bởi ok vì những cái tôi cũng nói với anh rồi đó, mấy bữa nay tự nhiên nó bệnh là nó đau vai gáy, rồi sẵn đây có nhận được cái giấy chứng căn cứ công dân thì mình cũng mừng quá, thì làm cái live này trước là trước mừng thì mình được cái việc, thứ hai nữa là cảm ơn tất cả mọi người quan tâm tới mình. Rồi, ok rồi thì mình cũng lôi anh lên để ngày hôm qua cũng có một người giống như nãy đó, họ nói một cách rất là buồn cười là nhà nước cho ăn học phí này, tôi ra thôi cái chuyện đó tôi cũng đã giải đáp rồi, thì ok cái live này thì mình cũng tạm chấm dứt ở đây, đây anh Yes, yên hả. ok Ok anh. rồi, ok anh, thôi Rồi, cảm ơn tất cảm cả ơn mọi anh. người tham gia Ok, nha, anh cảm ngủ ơn tất ngon. cả mọi người. Ok, Rồi ok, chúc anh anh ngủ ngủ ngon. ngon. Dạ. Rồi.